Mái tóc cũng phản ánh cá tính, phong cách, độ dịu dàng và lãng mạn của các cô nàng đấy. Và với mỗi lần biến tấu một chút về màu tóc cũng khiến các nàng trở nên năng động cũng như là trẻ trung và tươi mới hơn rất nhiều. Trong video này thì Thời Trang và Cuộc Sống sẽ giới thiệu với các bạn những kiểu tóc đinh đám đầu năm 2019 của các mỹ nhân Hàn Việt. Thứ nhất, Kim Yoo Jung. Mỹ nhân đầu tiên mà Thời Trang và Cuộc Sống muốn kể đến đó là nữ thần phim cổ trang Kim Yoo Jung. Cô có 15 năm kinh nghiệm diễn xuất và quen thuộc với khán giả châu Á qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Overlove, Nhất Chi Mai, Du Dinh, Nữ Hoàng Tháng 5, Mây Hoa Ánh Trăng, vân vân. Và nữ diễn viên Kim Yoo Jung vừa cắt phăng mái tóc dài dịu dàng của mình. Thế nhưng, khi mà ngắm nhìn cô trong mái tóc ngắn cá tính thì không ai dám chê dù nửa lời, bởi vì cô vẫn xinh hết phần của thiên hạ. Và người đẹp Kim Yoo Jung đã nhận mưa lời khen khi cắt tóc ngắn. Thứ hai, Go Haesang, đẹp nhất kể từ lúc cắt tóc ngắn đến nay. Nàng cỏ Goo Hye Sun vừa cắt tóc ngắn, nhan sắc nhỉnh lên bội phần và nhìn cô trẻ thêm vài tuổi. Nhìn những hình ảnh mới nhất của cô, người hâm mộ mới hiểu được lý do tại sao anh chồng Ojihan lại cuồng vợ mình đến như vậy. Mới đây thì cô nàng đã đăng tải những hình ảnh mới nhất của mình lên tài khoản mạng xã hội. Rất nhanh chóng thì những hình ảnh này đã được các fan chia sẻ rầm rộ và ai nấy đều không khỏi ghen tị trước khả năng hách tuổi đỉnh cao của nàng cỏ Goo Hye Sun. Trong những bức ảnh mới nhất được cô đăng tải, người đẹp đã không ngần ngại cắt phăng mái tóc dài quen thuộc và làm mới hình ảnh của bản thân bằng mái tóc ngắn vô cùng cá tính. Trước đó thì cô vẫn luôn được khen là có khả năng lão hóa ngược, bởi vì dù đã bước qua độ tuổi 35, thế nhưng trông nàng cỏ thì lúc nào cũng trẻ trung, y như mới 20 tuổi vậy. Thứ ba, đó là Park Shin Hye. Mái tóc mới cắt khiến diện mạo của Park Shin Hye thay đổi khá nhiều so với kiểu tóc dài quen thuộc mà cô gắn bó bấy lâu nay. Mới đây thì cô nàng đã khiến dân tình hết sức ngỡ ngàng khi mà khoe kiểu tóc mới cắt. Từ việc từ bỏ mái tóc dài gây thương nhớ thì cô chuyển sang kiểu tóc bốp với phần mái thưa xinh xẻo. Kiểu tóc mới này không chỉ khiến cô nàng xinh đẹp lên bội phần mà còn như là trẻ già vài tuổi vậy. Nếu mái tóc dài quen thuộc khiến Park Shin Hye có vẻ nữ tính và dịu dàng, thì mái tóc mới này lại khiến cô trở nên xinh xắn. Thời gian gần đây thì nữ diễn viên ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc thăng hoa. Không chỉ xinh lên, trẻ hơn, trông Park Shin Hye còn sang chảnh tuyệt đối trong kiểu tóc mới nữa. Trong loạt ảnh chụp quảng bá mà cô nàng vừa hé lộ thì dân tình lại tiếp tục trầm trồ vì vẻ đẹp ngày càng quyến rũ mặn mà ở độ tuổi 28. Và thứ tư, Đông Nhi. Không chỉ sao Hàn mà các sao Việt cũng đua nhau thay đổi kiểu tóc trong năm 2019 này. Nổi bật nhất phải nhắc đến đó là ca sĩ Đông Nhi. Là fan cứng của cô nàng, bạn sẽ thấy kiểu tóc dài suôn mượt chính là thương hiệu không lẫn vào đâu của Đông Nhi. Vậy mà xuất hiện cùng ông Cao Thắng trong sự kiện mới đây, Đông Nhi đã cho thấy sự bứt phá đầy ngoạn mục khi để tóc ngắn ngang vai thay đổi phong cách. Năm, Khánh Linh The Frey. Mới đây thì Khánh Linh đã bất ngờ thay đổi hình ảnh của mình bằng việc cắt tóc tém như con trai. Thế nhưng kiểu tóc mới lạ này đã giúp Khánh Linh trông thời thượng và cá tính hơn hẳn. Nhờ sở hữu gu thẩm mỹ cao và một vóc dáng high fashion, nên sự thay đổi về tóc ngắn ngày càng được dân cư mạng yêu thích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo những kiểu tóc ngắn đẹp nhất đang tạo nên cơn sốt trong mùa hè năm nay. Hot girl Midu nổi loạn với tóc ngắn đầy cá tính và sành điệu. Kiểu tóc ngắn cắt cúp ôm trọn khuôn mặt, tưởng đơn điệu nhưng hóa ra lại có sức hút không tưởng đấy. Tóc tém cũng đang rất thịnh hành và lên ngôi trong mùa hè này. Cắt phăng mái tóc dài để đổi lại là kiểu tóc ngắn thời trang và cực kỳ mát mẻ. Ai mà lại không mê cơ chứ? Và đây là hình ảnh Song Hye Kyo xuất hiện với mái tóc ngắn lạ. Gần đây thì rất nhiều người đẹp đình đám của Hàn Quốc như Lee Sang-gum, Suru hay như Taeryeon đã đổi sang phong cách cá tính hơn với mái tóc ngắn cũn. Kiểu tóc ngắn đơn giản như này cũng đang là mốt đấy. Tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ nhàng được nhiều gái xinh xứ Hàn yêu thích. Hay tóc đen ngắn truyền thống như thế này cũng khiến mùa hè thêm ý nghĩa rồi đó. Dịu dàng và thanh thoát tựa như nữ thần, chỉ với kiểu tóc ngắn phồng đuôi vảnh như thế này. Và cuối cùng là một số mẫu tóc ngắn đẹp cho các nàng tham khảo. Những kiểu tóc bốp cho mặt gầy gò, má cao treo khuyết điểm cực tốt. Những cô nàng sở hữu gò má cao không thể bỏ qua chính là kiểu tóc bốp. Ưu điểm của mái tóc là sẽ che đi bớt phần má, đồng thời tạo ấn tượng về độ tròn của khuôn mặt. Tốt nhất thì bạn nên chọn mái tóc ngắn và để mái lệch, ôm theo khuôn mặt. Chú ý bạn không nên để mái tóc bằng, vì như vậy sẽ tăng thêm độ thô kệch của khuôn mặt. Với mái tóc bốp ôm và che gò má này thì chắc chắn gương mặt của bạn sẽ trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, nếu bạn hỏi gò má cao để tóc gì hợp, thì chúng tôi sẽ trả lời đó là kiểu tóc bốp. Và đây chắc chắn sẽ là kiểu tóc ngắn dành cho người gò má cao, hợp với xu hướng năm 2019 nhất đấy. Vâng, và những kiểu tóc ngắn đẹp hè 2019 trên đây thật là những gợi ý quá hoàn hảo cho ngày mới thêm năng động và thoải mái, phải không nào các bạn? Chúc thành công và xinh đẹp nhé! Và đừng quên đồng hành cùng ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Thời Trang và Cuộc Sống bằng cách like và comment ý kiến của mình dưới video các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!